Em xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2021 đấy. Thì em có quay video cho các bác cùng ngắm giò Phú Thọ lở đây ạ. Giò này là hoa kích đây nhá. Hôm nay cây nở ngày thứ hai đấy. Rất là đẹp đấy. Mũi trắng tinh nhá các bác nhé. Giò hoa kích này bông nó không có được to cho lắm đấy. Đấy, rất là đẹp luôn nha, giò này rất là khủng luôn ạ. Cả lụ và hoa kỳ nhá. Giò này rất là to luôn ạ. Rất là nhiều kỳ luôn ạ. Giò này hiện tại những cái thân này nó đạt tới 2,5 mét rồi ạ. Tổng các thân mầm gốc của nó này bao gồm có 8 mầm gốc ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Hoa này nhá. Nếu bác nào mà muốn sưu tầm kỳ thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0365 323 666 nhé. Em tên là Bao, em ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đấy. Thời điểm này cho các bác sưu tầm kỳ rất là thích hợp luôn nhé. Rất là phê luôn đấy. Giò này thân mầm gốc, 8 mầm gốc. Hoa của nó đây ạ. Mũi trắng rất là đẹp luôn. Năm cánh trắng Phú Thọ nha các bạn nhé. Một cái bông hàng quốc dân đáng để mọi người sưu tầm. Thời điểm này các bác mua sưu tầm thì rất là hợp lý luôn ạ. Về chơi không đã rất là mê luôn ạ. Giò này rất là khủng luôn, giò này là chỗ lái của nhà em đây ạ. Thì bên kia thì em đã cắt khúc tung kỳ được rất là nhiều rồi đấy. Cho nên là khi mà các bác sưu tầm kỳ cắt khúc hoặc kỳ trên thân thì nó sẽ cực kỳ là yên tâm luôn ạ. Vì là toàn bộ những cây mà em cắt ra là hàng nhà em cắt khúc tung kỳ ấy. Từ cái giò mẹ này ra đấy. Giò là này nó đã nở hoa rất là nhiều lần rồi đấy. Mời các bác cùng ngắm thân lá của nó. Đấy, nụ vẫn còn đây nhé các bác nhé. Hiện tại trên thị trường thì một số nhà vườn mà không uy tín họ mua hoa về ghép vào rất là nhiều luôn ạ. Nhưng mà đây là em là cây là có cả hoa cả lụ nhá, to lụ nhỏ nên là các bác yên tâm luôn về chất lượng con giống ở đây ạ.